tiêu của tiết học là đọc đúng, trôi chảy toàn bài, thể hiện giọng đọc phù hợp với nhân vật, hiểu nội dung và thông điệp rút ra từ câu chuyện. Đây là bức tranh minh họa nội dung bài đọc. Quan sát tranh ta thấy có hai nhân vật, đó là ngựa và sói. Câu chuyện về bác sĩ sói như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi qua bài học. Con hãy chú ý lắng nghe cô đọc mẫu bài bác sĩ sói. Dùng bút chì, gạch chân dưới những từ ngữ cần nhấn giọng. Bác sĩ sói. Thấy ngựa đang ăn cỏ, sói thèm rỏ rãi. Nó toan xông đến ăn thịt ngựa, nhưng lại sợ ngựa chạy mất. Nó bèn kiếm một cặp kính đeo lên mắt, một ống nghe cắp vào cổ, một áo choàng khoác lên người, một chiếc mũ thêu chữ thập đỏ chụp lên đầu. Xong, nó khoan thai tiến về phía ngựa. Sói đến gần, ngựa mới phát hiện ra, biết là cuống lên thì chết. Ngựa bình tĩnh đợi xem sói giở trò gì. Sói đến gần ngựa, ra giọng hiền lành, bảo: "Bên xóm mời ta sang khám bệnh. Ta đi ngang qua đây. Nếu cậu có bệnh, ta chữa giúp cho." Ngựa lễ phép: "Cảm ơn bác sĩ, cháu đau chân quá. Ông làm ơn chữa giúp cho. Hết bao nhiêu tiền, cháu xin chịu." Sói đáp: "Chà, chà, chữa làm phúc. Tiền với nong gì? Đau thế nào? Lại đây ta xem." "Đau ở chân sau ấy ạ, phiền ông xem giúp." Sói mừng rơn, mon men lại phía sau, định lựa miếng đớp sâu vào đùi ngựa cho ngựa hết đường chạy. Ngựa nhón nhón chân sau, vờ rên rỉ. Thấy sói đã cúi xuống đúng tầm, nó tung vó đá một cú trời giáng, làm sói bật ngửa, bốn cẳng hùa giữa trời, kính vỡ tan, mũ văng ra. Con đọc theo cô một số từ khó, dễ nhầm lẫn trong bài nào? Giỏ, dãi. Khoan, thai. Cuống. Dở, trò. Quơ. Bên cạnh đó, có một số từ khó các con cần lưu ý để hiểu đúng nghĩa. Trong bài đọc này, các con lưu ý thể hiện giọng người kể, giọng của sói và giọng của ngựa. Con cho cô biết từ ngữ nào trong bài tả sự thèm thuồng của sói khi thấy ngựa. Hãy lựa chọn một trong ba đáp án sau. Đáp án đúng là C. Các con có hiểu thèm rỏ rãi là gì không? À, thèm rỏ rãi là nghĩ đến món ăn ngon, thèm đến nỗi nước bọt trong lưỡi ứa ra. Con hãy thử tài với câu hỏi sau. Sói đã làm gì để lừa ngựa? A. Sói chạy đến, cắn ngay vào chân ngựa. B. Sói giả làm bác sĩ, khám bệnh cho ngựa. C. Sói trơ ngựa ngủ, rồi rón rén tiến lại gần ăn thịt ngựa. Đáp án đúng là B. Các con hãy giúp cô trả lời câu hỏi này. À, biết mưu của sói, ngựa bình tĩnh nghĩ ra cách. Ngựa nói là mình bị đau ở chân sau, nhờ sói làm ơn xem giúp.
Các con hãy trả lời câu hỏi sau. Vậy là sói đã bị ngựa đá một cú trời giáng. Đá một cú trời giáng có nghĩa là đá một cái rất mạnh đấy các con ạ. Bây giờ con hãy tả lại cảnh sói bị ngựa đá nào.